Vào một buổi sớm mùa thu, trời còn u ám, những đám mây nặng nề treo lơ lửng như báo hiệu cho một cuộc đối đầu khốc liệt sắp diễn ra. Cả vùng đất rộng lớn phía Bắc đang rung chuyển bởi tiếng vó ngựa và binh khí. Vào năm 199, một biến cố lớn đã định hình lịch sử Trung Quốc, cuộc chiến giữa hai quyền lực vĩ đại, giữa hai bậc chiến lược gia, trận Quan Độ. Vậy câu chuyện này bắt đầu từ đâu? Để hiểu sâu về cuộc đối đầu khốc liệt này, trước hết chúng ta phải nhìn vào bức tranh toàn cảnh của thời thế. Khi ấy, thiên hạ đang rơi vào tình trạng phân chia, mỗi vùng đất bị kiểm soát bởi những thế lực hùng mạnh, và cái tên đáng chú ý nhất không ai khác ngoài hai đối thủ nặng ký, Viên Thiệu và Tào Tháo. Viên Thiệu, sau khi đánh bại Công Tôn Toản và quân Hắc Sơn, giờ đây trở thành chúa tể của phương Bắc. Ông ta như con mãnh hổ, không gì có thể ngăn cản. Địa bàn của Viên Thiệu trải dài qua Ký Châu và các vùng lân cận. Ông phong con trai trưởng Viên Đàm làm Kinh Châu Thứ Sử, con trai thứ Viên Hy làm U Châu Thứ Sử và cháu trai Cao Can làm Binh Châu Thứ Sử. Nhìn từ trên cao, Viên Thiệu như một con rồng bá chủ bốn phương, không ai dám chống lại. Trong khi đó, Tào Tháo, dù không có vẻ ngoài rực rỡ như Viên Thiệu, nhưng lại là một người dám nghĩ, dám làm. Sau khi đánh bại Viên Thuật và Lữ Bố, Tào Tháo kiểm soát một vùng rộng lớn bao gồm Duyện Châu, Dự Châu và Từ Châu. Với vị thế vững chắc, ông nắm trong tay cả quyền lực lẫn quyền thế, tỏ ra là một chiến lược gia bậc thầy. Và trên danh nghĩa, Tào Tháo còn phụng Thiên Tử để hiệu lệnh chư hầu, khiến nhiều người ngả theo. Đó là mưu lược vô cùng khôn ngoan, biến Tào Tháo thành một vị lãnh đạo có danh chính ngôn thuận. Thế là cuộc đụng độ không thể tránh khỏi đã hình thành, với dòng sông Hoàng Hà trở thành biên giới chia cắt quyền lực. Viên Thiệu kiểm soát phía Bắc, Tào Tháo phía Nam. Tuy nhiên, trong khi hai con hổ đang dõi mắt chờ cơ hội, miền Đông lại đang được cai trị bởi Tiểu Bá Vương Tôn Sách. Tôn Sách là một chúa công trẻ, nóng tính nhưng tài năng, cai quản 6 quận Giang Đông. Để duy trì hòa bình ở phía Đông, Tào Tháo nhanh chóng gả con gái của em trai mình cho Tôn Khoái, em trai của Tôn Sách, và con trai Tào Chương cưới con gái của Tôn Bân. Một liên minh được tạo dựng trên nền tảng hôn nhân, như một cách Tào Tháo sử dụng để giữ Tôn Sách trong tầm kiểm soát. Nhưng chiến sự luôn tìm đến khi lòng tham và quyền lực đan xen. Vào tháng 2 năm 199, Tào Tháo bắt đầu hành quân về phía Trương Dương ở quận Hà Nội. Khi đến Trường Ấp, Tào Tháo nhận được tin rằng một trong các tướng của Trương Dương, Dương Sửu, đã phản bội chủ mình và giết Trương Dương để đầu hàng Tào Tháo. Tuy nhiên, sự phản bội luôn có hậu quả. Sửu chưa kịp hưởng lợi thì bị Dư Quảng giết chết, và quân đội còn lại của Trương Dương nhanh chóng đầu hàng Tào Tháo. Tào Tháo chiếm được địa bàn Hà Nội, một bước tiến vững chắc trong kế hoạch. Cả Viên Thiệu và Tào Tháo đều đang giáo giết chuẩn bị cho cuộc đối đầu lớn. Viên Thiệu không muốn đánh một mình, nên ông đã cố gắng liên minh với Trương Tú và Lưu Biểu để thực hiện một cuộc tấn công gọng kìm lên Tào Tháo từ cả hai phía Bắc và Nam. Nhưng trong một phòng họp kín, tướng quân Giả Hủ đã thuyết phục Trương Tú rằng liên minh với Viên Thiệu không phải là một lựa chọn sáng suốt. Tào Tháo hiện đang nhân danh Thiên Tử mà hiệu lệnh thiên hạ, hắn danh chính ngôn thuận. Còn Viên Thiệu, dù có binh lực mạnh hơn, nhưng xuất binh tấn công Tào Tháo thì chẳng khác gì làm phản. Giả Hủ còn phân tích rằng nếu Trương Tú đầu hàng Viên Thiệu sẽ chỉ là một quân cờ trong tay hắn, còn Tào Tháo lại có khả năng trọng dụng và đối đãi như đồng minh. Thế là trong cơn sóng gió của lịch sử, từng nước cờ lớn dần hình thành. Cuộc chiến giữa Viên Thiệu và Tào Tháo không chỉ là sự va chạm giữa binh lực, mà còn là những mưu đồ chính trị, những suy tính sâu xa. Chỉ cần một bước đi sai lầm, cả triều đại sẽ đổ sụp như một lâu đài cát trước sóng biển. Trận Quan Độ sắp bắt đầu. Một trận chiến không chỉ thay đổi cục diện chiến trường mà còn khắc sâu vào lịch sử, như một trong những trận chiến kinh điển nhất của thời Tam Quốc. Giữa một bầu không khí căng thẳng, khi các thế lực mạnh yếu đan xen nhau trong một cuộc đấu trí không ngừng nghỉ, thì một loạt những sự kiện đầy kịch tính đã diễn ra, mỗi nước cờ đều góp phần định hình số phận của nhiều người. Lý do mà Trương Tú, một tướng quân ở vùng đất Nam Dương, lại quyết định đầu hàng Tào Tháo không đơn giản chỉ vì thế lực mạnh yếu, mà đằng sau đó là những âm mưu chính trị và những quyết định khôn ngoan của các quân sư đầy mưu mẹo. Một thời gian trước, Trương Tú từng có mối quan hệ khá tốt với Lữ Bố, người từng giúp ông đánh bại quân Hắc Sơn. Nhưng thật trớ trêu, Trương Tú lại toan tính ám sát Lữ Bố, chỉ nhờ Lữ Bố chạy thoát nhanh mà giữ được mạng sống. Đó chính là điểm bắt đầu của hàng loạt biến cố sau này. Khi trận Uyển Thành xảy ra, chính Trương Tú là người đã giết chết tướng Điêu Dũng Điển Vi và con trai của Tào Tháo, Tào Ngang. Ai ngờ rằng, một người từng giết con trai và thân tướng của mình lại có thể được Tào Tháo bỏ qua thù cũ và lôi kéo về phía mình. Giả Hủ,
với tài phân tích khôn khéo, đã thuyết phục Trương Tú rằng việc liên minh với Viên Thiệu là không có lợi. Giả Hủ nhận định rằng, dù Trương Tú có tội ác lớn với Tào Tháo, nhưng Tào Tháo lại là người có lòng bao dung và biết sử dụng nhân tài. Tào Tháo có thể nhẫn nhịn thù hận vì ông ấy có tầm nhìn xa trông rộng. Viên Thiệu thì không như vậy, ngay cả anh em của ông ta còn không dung tha được, Giả Hủ nói. Cuối cùng, Trương Tú nghe theo lời Giả Hủ, quyết định đầu hàng Tào Tháo. Khi Trương Tú quyết định đầu hàng, Tào Tháo vô cùng vui mừng, tự mình tới đón ông. Trong một buổi tiệc linh đình, Tào Tháo kéo tay Trương Tú, mỉm cười thân mật và tuyên bố rằng đây là một bước đi vĩ đại, một bước đi sẽ nâng tầm uy danh của ông trong thiên hạ. Ông ta không chỉ phong cho Trương Tú làm Dương Vũ tướng quân mà còn gả con gái của Trương Tú cho con trai mình, Tào Quân. Quan hệ hôn nhân này là cách Tào Tháo biến kẻ từng là thù thành đồng minh thân cận. Giả Hủ, người đã giúp Tào Tháo thực hiện bước đi này, cũng được phong làm chấp Kim Ngô và phong Đình Hầu. Sự thất bại trong việc lôi kéo Trương Tú đã khiến Viên Thiệu một phen điêu đứng. Không chỉ thế, hy vọng cuối cùng của Viên Thiệu về việc liên minh với Lưu Biểu cũng tan thành mây khói. Theo Tam Quốc Chí ghi lại, Lưu Biểu giả vờ ủng hộ Viên Thiệu, nhưng thực chất ông lại không muốn tham gia vào cuộc chiến. Lưu Biểu lúc đó chọn cách ngồi trên núi xem hổ đấu, lặng lẽ quan sát hai thế lực mạnh nhất đang chuẩn bị lao vào cuộc chiến sinh tử. Thậm chí, khi Trương Tiên, thái thú của Trường Sa, cầm đầu cuộc nổi loạn, Lưu Biểu đã phải dành toàn bộ binh lực để đối phó với cuộc nổi dậy, khiến việc hỗ trợ Viên Thiệu trở thành điều không thể. Giữa lúc các thế lực đang đấu đá, có một người không đất đai, không binh lực lớn mạnh, nhưng lòng khát khao vươn lên thì không hề nhỏ bé. Người đó chính là Lưu Bị. Từ một người từng làm thứ sử Từ Châu nhờ sự tiến cử của Đào Khiêm, nhưng sau đó lại thất bại thảm hại dưới tay Lữ Bố, Lưu Bị từng bị bắt giữ cùng gia đình. Phải nói rằng số phận đã thử thách Lưu Bị không ít lần. Sau khi thất bại, ông đến Hứa Xương, tìm sự bảo trợ từ Tào Tháo. Tào Tháo, dù đã đối đầu với Lữ Bố và chiến thắng, vẫn đối xử với Lưu Bị như một người bạn quý giá. Ông ta không chỉ phong Lưu Bị làm Dự Châu Mục mà còn cung cấp binh lính để ông lập căn cứ tại Tiểu Bái. Nhưng cuộc sống không bao giờ êm đềm. Lưu Bị một lần nữa bị Lữ Bố đánh bại, buộc phải trở về với Tào Tháo sau khi Lữ Bố bị bắt sống. Tào Tháo đã giết chết Lữ Bố và Lưu Bị được phong làm Tả tướng quân, cùng Tào Tháo quay về Hứa Xương. Tào Tháo đối với Lưu Bị rất tốt, khi ra vào cùng đi chung, khi ngồi thì cùng bàn tiệc. Có lần, trong một bữa tiệc, Tào Tháo bất ngờ nói với Lưu Bị rằng, thiên hạ bây giờ, người có thể xưng anh hùng, chỉ có ta và ngươi mà thôi. Những người khác chẳng đáng nhắc tới. Lời nói của Tào Tháo như một lời xác nhận rằng Lưu Bị là đối thủ ngang tầm. Nhưng Lưu Bị, dù bên ngoài giữ vẻ điềm tĩnh, bên trong lại giật mình sợ hãi đến mức đánh rơi đôi đũa trên tay. Vào khoảnh khắc đó, một tiếng sấm vang lên từ phía xa. Lưu Bị nhanh trí lấy đó làm cớ để che giấu sự bất an trong lòng. Thánh nhân có nói rằng khi sấm vang, chia rẽ tất phải xảy ra. Lời này quả không sai. Một tiếng sấm mà khiến tôi rụng rời cả tay chân. Tào Tháo nghe vậy chỉ mỉm cười, không để ý đến chi tiết nhỏ này. Nhưng thực ra, trong lòng Lưu Bị, sự bất an về cuộc chiến quyền lực vẫn âm thầm lớn dần. Thế là, trong những trận cuồng phong của lịch sử, những kẻ anh hùng đều đang tính toán cho riêng mình những mưu kế và tham vọng lớn lao ẩn sau mỗi hành động, mỗi lời nói. Và tất cả đều dẫn đến một điều chắc chắn, cuộc chiến giữa Viên Thiệu và Tào Tháo sẽ không thể tránh khỏi, và thế cục Tam Quốc sẽ càng trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Trong cung đình đen tối của thời loạn lạc, nơi quyền lực bị thao túng và dối trá trở thành công cụ, có một con người âm thầm chờ đợi cơ hội để lật đổ bạo quyền. Hán Hiến Đế, vị hoàng đế chỉ còn là hình tượng bù nhìn, không cam tâm chịu cảnh sống trong cái lồng vàng của Tào Tháo. Lòng căm phẫn không thể giữ mãi trong im lặng, ông quyết định hành động. Hiến Đế đã bí mật may một chiếu chỉ vào dải áo lụa, chuyển cho người trung thành là Đồng Thừa, một thân tín của hoàng gia và là cha của phi tần Đồng Quý Nhân. Sau khi hộ tống Hán Hiến Đế từ Trường An về Lạc Dương, Đồng Thừa trở thành người duy nhất trong hoàng cung dám công khai thể hiện sự bất mãn với quyền lực chuyên chế của Tào Tháo. Chiếu chỉ của hoàng đế trao cho Đồng Thừa được gọi là Y Đái Chiếu, một âm mưu lật đổ Tào Tháo được giữ kín trong bóng tối. Đồng Thừa cùng một nhóm người tâm phúc, bao gồm Tông Tích, Ngô Thạc, Vương Tử Phúc và Ngô Tử Lan, đã lên kế hoạch ám sát Tào Tháo. Nhóm này còn có sự góp mặt của một người vô cùng quan trọng, Lưu Bị. Lưu Bị lúc này vẫn đang ở dưới trướng của Tào Tháo, là một nhân vật mưu trí và đầy tham vọng. Nhưng số phận có lẽ chưa muốn cho âm mưu này thành công. Ngay khi kế hoạch chưa kịp triển khai, Tào Tháo đã quyết định phái Lưu Bị rời khỏi Hứa Xương để đối đầu với Viên Thuật.
đây là một nước cờ đầy ẩn ý. Dù Lưu Bị là người được Tào Tháo trọng dụng, những bậc quân sư như Trình Dục và Quách Gia sớm nhận ra bản chất tham vọng ẩn giấu sau lớp vỏ khiêm tốn của Lưu Bị. Họ cảnh báo Tào Tháo, Lưu Bị không phải người có thể cam tâm làm thuộc hạ. Nếu để hắn rời khỏi đây, nhất định sẽ trở thành mối nguy về sau. Tào Tháo nghe lời khuyên này và ngay lập tức hối hận vì đã để Lưu Bị đi. Ông nhanh chóng cử người truy đuổi, nhưng đã quá muộn. Lưu Bị đã rời khỏi Hứa Xương và đánh bại Viên Thuật tại Hạ Bì. Trong khi đó, Viên Thuật, sau khi thất bại, không còn nơi nào để lánh nạn, cuối cùng phải lui về Giang Đình và qua đời tại đó. Lưu Bị nhận thấy đây là cơ hội để củng cố lực lượng, nhanh chóng tiến về Từ Châu và tự mình cai quản vùng đất này. Quan Vũ ở lại trấn giữ Hạ Bì, còn Lưu Bị đóng quân tại Tiểu Bái. Chỉ trong một thời gian ngắn, Lưu Bị đã chiêu mộ được hàng vạn quân lính từ Từ Châu và các vùng lân cận. Sức mạnh của Lưu Bị ngày càng lớn mạnh. Lúc này, Lưu Bị không chỉ ngầm đối đầu với Tào Tháo mà còn hướng tới liên minh với Viên Thiệu, một thế lực lớn ở phương Bắc. Viên Thiệu nhanh chóng đáp lại bằng cách cử kỵ binh tới trợ giúp Lưu Bị. Tào Tháo khi nghe tin, nổi giận lôi đình, lập tức cử Lưu Đại và Vương Trung dẫn quân đi đánh Lưu Bị. Nhưng họ không phải đối thủ của Lưu Bị, và Lưu Bị dễ dàng đánh bại các đội quân này. Lưu Bị thậm chí còn ngạo nghễ nói với Lưu Đại rằng, Tào Công phái các ngươi đến đây thì làm gì được ta? Dù chính ông ta có đến, kết quả cũng chưa thể nói trước. Trong khi Lưu Bị đang ngày càng lớn mạnh, âm mưu ám sát Tào Tháo cũng dần bị bại lộ. Vào tháng Giêng năm 200, Tào Tháo phát hiện ra kế hoạch y đái chiếu. Cơn giận của Tào Tháo như ngọn núi lửa phun trào. Ông ra lệnh xử tử tất cả những người liên quan, bao gồm Đồng Thừa và toàn bộ những kẻ đồng mưu. Đồng Quý Nhân lúc đó đang mang thai, dù được Hán Hiến Đế nhiều lần cầu xin tha mạng, vẫn không thoát khỏi cái chết tàn khốc dưới tay Tào Tháo. Cuộc thanh trừng này khiến âm mưu lật đổ Tào Tháo tan thành mây khói, chỉ còn duy nhất Lưu Bị là người sống sót. Nhưng Tào Tháo chưa dừng lại ở đó. Ông quyết định sẽ dẫn đại quân đi đánh Lưu Bị, chấm dứt mối đe dọa từ người mà ông coi là con rắn đội lốt. Tuy nhiên, nhiều tướng lĩnh và quân sư của Tào Tháo phản đối việc xuất quân vào lúc này. Họ lo ngại rằng việc đưa quân đi quá xa sẽ dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng và làm suy yếu phòng tuyến của Tào Tháo. Cuộc chiến quyền lực vẫn tiếp tục âm ỉ trong lòng thiên hạ, và chỉ cần một sai lầm, cả đế chế sẽ sụp đổ như ngôi nhà trên cát. Những âm mưu, phản bội và quyền lực của Tào Tháo không ngừng tạo ra những cơn sóng lớn trong dòng chảy lịch sử. Một lần nữa, cuộc đấu tranh giữa các thế lực đã đẩy Hán Triều vào những biến cố không lường trước được. Trong không khí đầy căng thẳng và những âm mưu chính trị, chiến trường Tam Quốc ngày càng trở nên khốc liệt, với những toan tính và những bước đi cẩn trọng quyết định vận mệnh của cả một thời đại. Cuộc chiến không chỉ nằm ở số lượng binh lực, mà còn ở sự nhạy bén, quyết đoán của những kẻ đứng đầu, và chính sự do dự có thể đánh mất cơ hội ngàn vàng. Khi Tào Tháo chuẩn bị hành quân tấn công Lưu Bị, có nhiều lo ngại rằng Viên Thiệu sẽ nhân cơ hội này mà đánh úp hậu phương của Tào Tháo. Tuy nhiên, Quách Gia một mưu sĩ tài ba lại có góc nhìn khác. Ông phân tích rằng Viên Thiệu vốn dĩ là kẻ tính cách chậm chạp và đa nghi, sẽ không nhanh chóng ra quân. Mặt khác, Lưu Bị tuy mới nổi lên nhưng chưa hoàn toàn ổn định và chưa phát triển đủ mạnh. Đây là thời điểm quyết định, nếu không đánh bại Lưu Bị ngay bây giờ, đợi đến khi ông ta lớn mạnh, hậu quả sẽ khó lường. Đây là cơ hội sống còn, chúng ta không thể bỏ qua, Quách Gia nhấn mạnh. Nghe lời, Tào Tháo lập tức dẫn quân tấn công Lưu Bị. Ở phía Viên Thiệu, cơ hội cũng hiện rõ trước mắt, nhưng lại bị bỏ lỡ. Điền Phong, một chiến lược gia sáng suốt dưới trướng Viên Thiệu, nhận ra rằng đây là thời điểm vàng để đánh úp Tào Tháo. Ông lập tức khuyên Viên Thiệu, hiện tại chỉ có Tào Tháo là đối thủ đáng gờm nhất của ngài. Bây giờ hắn đang bận đánh Lưu Bị, trận chiến này sẽ không kết thúc nhanh chóng. Nếu chúng ta nhân cơ hội này điều toàn bộ quân lực, tấn công hậu phương của Tào Tháo, chắc chắn sẽ giành thắng lợi. Đây là cơ hội ngàn năm có một, không thể để lỡ. Nhưng Viên Thiệu, trong một quyết định đáng tiếc, đã từ chối với lý do con trai ta đang ốm, không thể xuất quân. Điền Phong, đầy tức giận, bước ra ngoài và đập mạnh cây gậy xuống đất, than thở, đại sự đã muộn rồi. Cơ hội ngàn năm có một lại mất đi chỉ vì một đứa trẻ bị ốm, thật đáng tiếc và đau lòng. Những lời than trách này không chỉ dừng lại ở đó, mà còn truyền tới tai Viên Thiệu, khiến ông ta phẫn nộ. Từ đó, Điền Phong bị Viên Thiệu lạnh nhạt và xa lánh. Trong khi đó, Tào Tháo đã dẫn quân đến Tiểu Bái và nhanh chóng đánh bại Lưu Bị. Trong vòng chưa đầy một tháng, Lưu Bị bị buộc phải bỏ chạy khỏi Tiểu Bái và tìm nơi ẩn náu. Thay vì trốn về Hạ Bì, Lưu Bị chạy tới Ký Châu và được con trai của Viên Thiệu, Viên Đàm,
đón tiếp tại Bình Nguyên. Lưu Bị ngay lập tức cử người thông báo cho Viên Thiệu về tình hình. Khi nghe tin, Viên Thiệu vô cùng vui mừng và đích thân tới gặp Lưu Bị. Tuy nhiên, dù Lưu Bị đã thoát thân, nhưng gia quyến của ông lại không may mắn như vậy. Tào Tháo đã kéo quân đến Hạ Bì và đụng độ với Quan Vũ, người trấn giữ thành. Quan Vũ, dù vô cùng dũng cảm, cũng không thể chống đỡ nổi sức mạnh của quân Tào. Thành Hạ Bì thất thủ, Tào Tháo bắt sống toàn bộ gia quyến của Lưu Bị và Quan Vũ. Nhưng thay vì giết hại, Tào Tháo chọn cách khác. Ông muốn chiêu dụ Quan Vũ, vì biết rằng một người như Quan Vũ sẽ trở thành đồng minh đáng giá. Tào Tháo phong Quan Vũ làm thiên tướng, tặng ông áo bào, ngựa quý, cùng vô số vàng bạc châu báu, hòng chiếm lấy lòng trung thành của vị mãnh tướng này. Trong khi đó, tại đại bản doanh của Viên Thiệu, Điền Phong một lần nữa cảnh báo rằng đây là thời điểm thích hợp để tấn công Tào Tháo. Nhưng Viên Thiệu, vì một lý do vô lý về sức khỏe của con trai, đã bỏ lỡ cơ hội một lần nữa. Sau khi Tào Tháo đánh bại Lưu Bị, ông nhanh chóng quay về Quan Độ để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Viên Thiệu. Biết rằng Viên Thiệu sẽ không bỏ qua cơ hội tấn công, Tào Tháo sớm đã chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn. Tháng 6 năm 199, Viên Thiệu cuối cùng cũng quyết định xuất quân. Ông điều động 10 vạn quân tinh nhuệ cùng hàng ngàn chiến mã, chuẩn bị tiến xuống phía Nam để đối đầu với Tào Tháo. Cuộc chiến tại Quan Độ chính thức bắt đầu, mở ra một chương mới trong cuộc tranh hùng Tam Quốc, nơi số phận của hai vị đại tướng tài ba sẽ được quyết định. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào trận chiến tại Quan Độ, nơi diễn ra những trận đấu trí đầy khốc liệt và những quyết định chiến lược táo bạo đã định hình lịch sử Trung Quốc. Giữa không khí căng thẳng của trận chiến đang dần đến, trận Quan Độ đã trở thành tâm điểm của cuộc đấu trí giữa hai vị tướng khét tiếng. Trong năm 199, Viên Thiệu, với đội quân hùng mạnh gồm 10 vạn bộ binh tinh nhuệ và hơn 1 vạn kỵ binh, đã quyết định dẫn quân xuống phía Nam nhằm tiêu diệt Tào Tháo và thâu tóm thiên hạ. Nhưng, như trong bất kỳ cuộc chiến nào, không phải mọi quyết định đều được đồng thuận. Lúc này, có hai mưu sĩ trung thành của Viên Thiệu, Quách Đồ và Điền Phong, mỗi người đưa ra một kế sách khác nhau. Điền Phong, người có cái nhìn xa rộng, đã phản đối kế hoạch tấn công ngay lập tức. Ông cho rằng tình hình đã thay đổi, không còn là thời điểm thích hợp để đánh Tào Tháo. Ông chỉ ra rằng nhân dân đã quá mệt mỏi và kiệt quệ sau nhiều năm chiến đấu với Công Tôn Toản, kho lương thì trống rỗng. Điền Phong đề xuất một kế hoạch kéo dài, tập trung vào nông nghiệp để củng cố binh lực, đồng thời sử dụng chiến thuật quấy rối vùng biên giới của Tào Tháo. Nếu tiếp tục quấy nhiễu Tào Tháo trong vài năm, khi quân đội của hắn suy yếu, chúng ta sẽ dễ dàng tiêu diệt hắn, Điền Phong nói. Thế nhưng, Quách Đồ lại có quan điểm ngược lại. Ông cho rằng, quân của Viên Thiệu đang ở đỉnh cao phong độ, binh lực hùng hậu, còn Tào Tháo thì chưa đủ sức mạnh. Bây giờ không tiêu diệt Tào Tháo, sau này sẽ khó lòng làm được, Quách Đồ nhấn mạnh. Cuối cùng, Viên Thiệu quyết định nghe theo Quách Đồ và thẩm phối, bỏ qua kế sách cẩn trọng của Điền Phong. Điều đáng buồn là, không chỉ bỏ qua lời khuyên, Viên Thiệu còn tống giam Điền Phong vì cho rằng ông làm rối loạn quân tâm. Trở về nhà, Hứa Du một trong những chiến lược gia sáng suốt nhất cũng không mấy lạc quan về chiến lược của Viên Thiệu. Ông tụ tập gia tộc, chia tài sản và nói với họ rằng nếu trận này thắng, Viên Thiệu chẳng có thêm danh tiếng gì. Nhưng nếu thất bại, mọi thứ sẽ tiêu tan. Thật là đáng buồn. Nhưng trong mắt của Viên Thiệu, quyền lực và sự kiểm soát là thứ phải giữ vững. Nghe theo lời của Quách Đồ và những mưu sĩ khác, Viên Thiệu quyết định chia quyền chỉ huy của Hứa Du cho ba người, Hứa Du, Quách Đồ và Thuần Vu Quỳnh, nhằm kiểm soát tốt hơn thế lực trong quân đội. Vào tháng 2 năm 200, Viên Thiệu chính thức triển khai chiến dịch của mình. Ông bổ nhiệm thẩm phối và bảng tế chỉ huy lực lượng, cùng Điền Phong, Hứa Thận và Hứa Du làm mưu sĩ. Dưới quyền chỉ huy của ông còn có hai tướng dũng mãnh là Nhan Lương và Văn Xú. Viên Thiệu quyết định tấn công từ Lê Dương, với đội quân tinh nhuệ tập trung tại đây và tiếp tục tiến về Bạch Mã, nơi được chấn giữ bởi Lưu Diên thái thú đông quận của Tào Tháo. Lưu Diên biết rằng mình không thể cầm cự lâu, liền gửi tin cầu cứu tới Tào Tháo. Tại Hứa Xương, khi nghe tin Viên Thiệu xuất quân, cả triều đình đều chấn động. Các tướng sĩ và mưu sĩ dưới trướng Tào Tháo chia thành hai phe. Những người như Khổng Dung cho rằng Tào Tháo không nên giao chiến với Viên Thiệu. Họ lập luận rằng Viên Thiệu có binh lực lớn mạnh, lại được sự giúp đỡ của nhiều mưu sĩ tài giỏi như Điền Phong, Hứa Du và Thẩm Phối, cùng với các dũng tướng như Nhan Lương và Văn Xú. Một khi khai chiến, e rằng rất khó giành được thắng lợi, Khổng Dung cảnh báo. Nhưng Tào Tháo, với phong thái bình tĩnh, lại tin vào chiến thắng của mình. Ông nói, Viên Thiệu là kẻ tham vọng lớn, nhưng chí hướng lại nhỏ.
bề ngoài uy nghi, nhưng trong thâm tâm lại hèn nhát. Hắn có vẻ đông quân nhưng các kế hoạch lại rối rắm và không đồng nhất. Hắn nhiều lương thực, nhưng tất cả đều chuẩn bị cho ta. Lời nói của Tào Tháo thể hiện sự tự tin và khả năng nhìn xa trông rộng. Ông hiểu rằng đội quân của Viên Thiệu tuy đông nhưng thiếu kỷ luật, nội bộ lục đục và các tướng lĩnh không có sự thống nhất. Sau đó, Tuân Úc, một trong những mưu sĩ chủ chốt của Tào Tháo, cũng thêm vào: Viên Thiệu có thể có nhiều binh, nhưng pháp luật không nghiêm. Điền Phong tuy trung thành nhưng thích phạm thượng. Hứa Du thì tham lam vô độ, Thẩm Phối độc đoán mà thiếu mưu lược, Bàng Tế thì hành động nóng vội và tự phụ. Còn về Nhan Lương và Văn Xú, bọn họ chẳng qua chỉ là những kẻ võ phu, không có trí tuệ. Nghe những lời này, Tào Tháo càng củng cố thêm quyết tâm đối đầu với Viên Thiệu. Trận chiến Quan Độ đã chính thức được định đoạt từ đây. Tào Tháo, với một đội quân nhỏ nhưng tinh nhuệ và chiến lược thông minh, đã quyết định sẽ đối đầu với đội quân khổng lồ của Viên Thiệu. Và cuộc chiến này sẽ không chỉ là cuộc đối đầu giữa binh lực, mà còn là cuộc đấu trí đầy căng thẳng và quyết liệt, nơi mà chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể thay đổi toàn bộ cục diện. Trong giai đoạn căng thẳng của trận Quan Độ, thế cờ ngày càng trở nên phức tạp, với những bước đi chiến lược tinh vi của cả hai bên. Dù Viên Thiệu có lợi thế quân số áp đảo, ước tính khoảng 12 vạn quân, dù được thổi phồng thành 70 vạn, nhưng Tào Tháo chỉ có trong tay 3-4 vạn quân. Tuy nhiên, binh lực không phải yếu tố quyết định duy nhất trong cuộc chiến này. Chính trí tuệ và chiến lược khôn ngoan mới là chìa khóa để giành thắng lợi. Tháng 4, Tào Tháo quyết định đích thân dẫn quân lên phía Bắc để đối đầu với Viên Thiệu. Tuy nhiên, biết rõ rằng binh lực của mình thua kém xa đối thủ, ông đã nghe theo lời khuyên của Hứa Du: chúng ta không thể đối đầu trực diện, chỉ có thể dùng mưu trí để đánh bại kẻ địch. Hứa Du đề xuất một chiến thuật vô cùng táo bạo, tạo ra kế hoạch giả vờ tấn công hậu phương của Viên Thiệu để buộc ông ta phải chia quân, từ đó giảm thiểu áp lực lên quân đội của Tào Tháo. Tào Tháo đã thực hiện kế hoạch này bằng cách dẫn quân đến Yên Tân, một điểm vượt sông Hoàng Hà ở phía thượng lưu Bạch Mã. Ông làm ra vẻ như muốn vượt sông từ Yên Tân để tấn công hậu phương của quân Viên. Kế hoạch này khiến Viên Thiệu mắc bẫy. Không nhận ra mưu kế của Tào Tháo, Viên Thiệu đã chia quân, phái Quách Đồ và Thuần Vu Quỳnh dẫn quân đến Yên Tân để phòng thủ, trong khi Nhan Lương tiếp tục trấn giữ Bạch Mã. Tuy nhiên, Hứa Du, một trong số ít người không đồng tình với việc để Nhan Lương một mình phòng thủ Bạch Mã. Ông biết rằng dù Nhan Lương là một tướng quân dũng mãnh, nhưng tính cách của ông ta quá nóng nảy và không đủ khéo léo để đảm nhận vai trò chỉ huy. Nhưng Viên Thiệu, với sự tự tin quá mức vào quân đội của mình, đã không lắng nghe lời cảnh báo này. Ngay sau khi Viên Thiệu chia quân, Tào Tháo lập tức thay đổi hướng đi. Ông rời Yên Tân và quay lại tấn công Bạch Mã. Khi chỉ còn cách Bạch Mã khoảng 10 dặm, Nhan Lương, với đội quân bị phân tán và bất ngờ, buộc phải vội vàng ra trận để đối đầu với Tào Tháo. Lúc này, Tào Tháo đã sử dụng một đội kỵ binh tinh nhuệ do Trương Liêu và Quan Vũ dẫn đầu làm tiên phong. Trong khi trận chiến diễn ra ác liệt, Quan Vũ nhận ra Nhan Lương đang ngồi trên chiến xa của mình. Ngay lập tức, ông thúc ngựa lao tới và chém đầu Nhan Lương, kết thúc trận chiến trong hỗn loạn. Sau khi chủ tướng bị giết, quân đội của Viên Thiệu rơi vào cảnh hỗn loạn và nhanh chóng thất bại. Sau khi giải vây cho Bạch Mã, Tào Tháo nhanh chóng rút lui cùng với toàn bộ lương thảo và tài sản quân sự. Ông tiến dọc theo sông Hoàng Hà về phía Tây, chuẩn bị đối đầu với Quách Đầu và Thuần Vu Quỳnh tại Yên Tân. Nhưng khi Viên Thiệu nghe tin Nhan Lương bị giết, ông đã nổi cơn thịnh nộ. Viên Thiệu lập tức dẫn đại quân tới bờ bắc của Yên Tân, chuẩn bị vượt sông để tiêu diệt Tào Tháo. Tuy nhiên, Hứa Du đã một lần nữa đưa ra lời cảnh báo thận trọng, cục diện chiến trường có thể thay đổi bất ngờ. Nếu toàn quân vượt sông mà thất bại, thì sẽ có nguy cơ toàn quân bị tiêu diệt. Tốt hơn hết là giữ quân lại ở Yên Tân và từ từ tấn công Quan Độ. Nếu chiến thắng, có thể tăng cường quân đội để vượt sông, còn nếu thất bại, ít nhất cũng có thể rút lui an toàn. Nhưng một lần nữa, Viên Thiệu không nghe theo lời khuyên và quyết tâm vượt sông. Hứa Du thất vọng, biết rõ rằng Viên Thiệu đang mắc sai lầm, đã cố gắng thuyết phục lần cuối nhưng vô ích. Viên Thiệu tức giận và ngày càng trở nên bất mãn với những lời can ngăn. Không chỉ vậy, Viên Thiệu còn quyết định chia bớt quân của Hứa Du và trao quyền chỉ huy cho Quách Đổ, khiến tình hình nội bộ quân đội càng thêm rối loạn. Lúc này, Tào Tháo đã chuẩn bị một kế hoạch tinh vi. Dù chỉ có chưa đến 600 kỵ binh, ông vẫn đóng quân tại bờ nam Yên Tân, tỏ ra yếu thế để nhử quân Viên Thiệu tấn công. Tào Tháo cho tháo yên ngựa, thả ngựa lang thang và vứt bỏ lương thực cùng xe tải dọc đường, như thể quân đội của ông đang trong tình trạng hỗn loạn. Mưu kế này đã thành công. Văn Xú và Lưu Bị,
dẫn đầu 5.000 kỵ binh đã nhanh chóng vượt sông để truy kích Tào Tháo. Nhưng ngay khi Văn Xú và Lưu Bị vượt sông, Tào Tháo ra lệnh cho quân của mình nhanh chóng tái trang bị và phục kích. Một trận đánh dữ dội xảy ra, và Văn Xú, dù vô cùng dũng mãnh, đã bị quân của Tào Tháo đánh bại và giết chết. Lưu Bị nhận thấy tình hình bất lợi, phải rút lui. Với chiến thắng này, Tào Tháo đã khiến quân Viên thêm phần hoang mang và nắm giữ lợi thế trong cuộc chiến. Cuộc chiến tại Quan Độ tiếp tục leo thang với những chiến lược khéo léo và mưu kế táo bạo. Tào Tháo, dù quân lực yếu hơn, vẫn luôn biết cách lợi dụng sự phân tán và thiếu thống nhất của quân đội Viên Thiệu để giành lợi thế. Đây là minh chứng cho tài trí quân sự xuất sắc của Tào Tháo và cũng đánh dấu bước ngoặt trong cuộc chiến giành quyền lực giữa các thế lực lớn. Cuộc chiến tại Quan Độ đang ngày càng đi vào giai đoạn căng thẳng khi cả hai bên không ngừng thực hiện những mưu kế nhằm đánh bại đối phương. Dù đã đánh bại được Nhan Lương và Văn Xú trong trận đánh ở Bạch Mã và Yên Tân, Tào Tháo vẫn phải đối mặt với một kẻ thù đông đảo và giàu tài nguyên hơn nhiều. Quân đội của Viên Thiệu dù bị tổn thất nặng nề nhưng vẫn chiếm ưu thế về nhân lực và lương thảo. Sau khi Văn Xú và Lưu Bị vượt sông Hoàng Hà, họ nhanh chóng lao vào cướp bóc lương thảo và tài sản của quân Tào, khiến đội hình trở nên hỗn loạn. Tào Tháo nhận thấy đây là cơ hội tuyệt vời để phản công. Ông ra lệnh cho toàn quân tập hợp lại và tấn công bất ngờ. Những tướng lĩnh tài ba như Từ Hoảng nhanh chóng lên ngựa, dẫn đầu đội quân lao vào đội hình rối loạn của quân Viên. Trận đánh diễn ra nhanh chóng và quyết liệt, quân đội của Viên Thiệu bị đánh tan tác. Trong lúc hỗn loạn, Văn Xú, một trong những tướng dũng mãnh nhất của Viên Thiệu, bị giết. Hàng ngàn quân Viên bị bắt sống, và chiến thắng này giúp Tào Tháo củng cố lợi thế tạm thời. Dù Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung mô tả rằng Quan Vũ là người giết chết Văn Xú nhằm tăng thêm hào quang cho nhân vật này, nhưng trong chính sử, Văn Xú thực ra đã bị giết trong tình thế hỗn loạn trên chiến trường. Sau khi giành chiến thắng, Tào Tháo không kéo dài cuộc tấn công mà lựa chọn rút quân về Quan Độ để củng cố phòng thủ. Ông thậm chí đã dâng biểu lên Hán Hiến Đế, phong cho Quan Vũ danh hiệu Hán Thọ Đình Hầu. Nhưng vào thời điểm này, Quan Vũ đã biết tin Lưu Bị đang ở phía đối diện, dưới trướng của Viên Thiệu. Không lâu sau đó, Quan Vũ từ bỏ chức vị và phần thưởng của Tào Tháo, rời bỏ trại để tìm lại Lưu Bị. Cuộc chiến giữa Tào Tháo và Viên Thiệu tiếp tục leo thang. Dù mất đi hai tướng mạnh là Nhan Lương và Văn Xú, cùng với hàng ngàn quân sĩ, Viên Thiệu vẫn giữ được lợi thế về nhân lực và lương thảo. Đến tháng 7, Viên Thiệu tập hợp đại quân tiến đến tấn công vùng Dương Vũ, gần khu vực phía đông nam Nguyên Dương ngày nay. Lúc này, Hứa Du tiếp tục cảnh báo Viên Thiệu rằng, dù quân số đông, nhưng quân Tào mạnh mẽ hơn và chiến đấu dũng cảm hơn. Ông chỉ ra rằng, quân đội của Tào Tháo có lương thực và tài nguyên ít hơn, nên việc kéo dài chiến tranh sẽ có lợi cho Viên Thiệu. Hứa Du khuyên nên áp dụng chiến thuật kéo dài để làm suy yếu quân đội của Tào Tháo, từ đó chiếm ưu thế. Nhưng Viên Thiệu, với sự tự tin thái quá về ưu thế tuyệt đối của mình, lại muốn quyết chiến với Tào Tháo ngay lập tức. Ông bỏ qua lời khuyên của Hứa Du và quyết tâm tiến đánh trực diện. Đến tháng 8, đại quân của Viên Thiệu tiếp tục tiến về phía trước, xây dựng một dãy trại liên hoàn từ đông sang tây, trải dài hàng chục dặm dọc theo dòng sông. Quân đội của Viên Thiệu sử dụng các cồn cát làm doanh trại và bắt đầu tiến sát đến vị trí đóng quân của Tào Tháo tại Quan Độ. Lúc này, Tào Tháo phải đối diện với tình thế khó khăn. Quân số của ông ít hơn nhiều so với Viên Thiệu, lương thực cũng đang cạn kiệt. Tào Tháo không thể ra ngoài giao chiến trực diện với quân Viên, mà buộc phải cố thủ trong trại, chờ đợi cơ hội để phản công. Viên Thiệu thấy Tào Tháo chỉ phòng thủ mà không dám tấn công, càng thêm tự tin vào chiến thắng của mình. Ông quyết định xây dựng các ụ đất cao để tấn công vào trại của Tào Tháo từ trên cao, sử dụng các cung thủ bắn tên xuống từ các ngọn đồi nhân tạo này. Trước tình thế này, Tào Tháo nhanh chóng phản ứng. Ông cho chế tạo những chiếc máy bắn đá để phản công, phóng đá về phía các ụ đất của quân Viên, phá tan kế hoạch tấn công từ trên cao của đối thủ. Không dừng lại ở đó, quân Viên còn đào hầm ngầm nhằm tấn công bất ngờ từ dưới lòng đất và doanh trại của Tào Tháo. Tuy nhiên, Tào Tháo đã sớm phát hiện âm mưu này. Ông cho đào các con hào dài trong trại, ngăn chặn mọi kế hoạch tấn công ngầm từ phía quân Viên, một lần nữa làm thất bại ý đồ của đối thủ. Hai bên tiếp tục giằng co trong nhiều tháng tại Quan Độ. Không bên nào thực sự giành được ưu thế tuyệt đối. Nhưng dù có lực lượng đông đảo và lương thảo dồi dào, Viên Thiệu vẫn không thể tìm được cách để hạ gục Tào Tháo. Cuộc chiến dần đi vào thế bế tắc, và cả hai bên đều đang tìm kiếm một cơ hội để tạo ra bước ngoặt quyết định. Cuộc chiến tại Quan Độ kéo dài đã khiến Tào Tháo rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn. Đến tháng 9, lương thực của quân đội Tào Tháo gần như cạn kiệt,
và binh sĩ cũng kiệt quệ sau nhiều tháng giao chiến. Tào Tháo bắt đầu mất dần niềm tin vào khả năng tiếp tục phòng thủ và cân nhắc rút quân về Hứa Đô để bảo toàn lực lượng. Đứng trước tình hình này, Tào Tháo đã viết thư cho Tuân Úc, một trong những quân sư tài ba nhất của mình, để hỏi ý kiến. Tuân Úc ngay lập tức phản đối kế hoạch rút lui. Ông nhắc Tào Tháo về trận đối đầu giữa Lưu Bang và Hạng Vũ tại Hồng Câu. Hai bên đều không chịu rút lui trước vì bên nào rút trước sẽ rơi vào thế bị động. Ngài đã dùng 1/10 quân số so với địch để cầm chân họ trong suốt hơn nửa năm. Khí thế của quân Viên Thiệu đã suy giảm và tình thế đang dần nghiêng về phía chúng ta. Đây là thời điểm quan trọng quyết định cục diện thiên hạ. Ngài không thể bỏ lỡ. Những lời của Tuân Úc đã giúp Tào Tháo lấy lại quyết tâm và ông quyết định tiếp tục phòng thủ, chờ cơ hội phản công. Trong khi đó, để tiếp viện cho quân đội của mình, Viên Thiệu đã ra lệnh vận chuyển hơn vạn xe lương thảo từ phía Bắc đến tiền tuyến. Viên Thiệu phái đại tướng Thuần Vu Quỳnh chỉ huy hơn vạn quân lính hộ tống số lương thảo quan trọng này và họ dừng chân đóng quân tại U Sào, cách đại doanh của Viên Thiệu khoảng 40 dặm. Hứa Du, một trong những chiến lược gia sáng suốt của Viên Thiệu, đã cảnh báo rằng cần phải cẩn trọng vì Tào Tháo có thể sẽ tấn công vào U Sào để phá hủy nguồn lương thảo. Ông đề nghị phái thêm quân bảo vệ bên ngoài U Sào để tạo thế gọng kìm. Nhưng một lần nữa, Viên Thiệu không nghe theo lời khuyên của các mưu sĩ và quyết định không phòng thủ kỹ lưỡng hơn. Cùng lúc đó, một cơ hội lớn đã xuất hiện cho Tào Tháo khi Hứa Du quyết định phản bội Viên Thiệu. Lý do xuất phát từ việc gia đình của Hứa Du ở Nghiệp Thành bị Thẩm Phối, người phụ trách giữ thành, bắt giữ vì vi phạm pháp luật. Hứa Du, giận dữ vì sự việc này, đã quyết định rời bỏ Viên Thiệu và trong đêm tối, ông bí mật tới doanh trại của Tào Tháo để đầu hàng. Khi Tào Tháo nghe tin Hứa Du đến đầu quân, ông mừng rỡ đến mức không kịp mang giày, chạy chân trần ra đón Hứa Du, miệng nói lớn, Tử Viễn đã đến, đại nghiệp của ta có thể thành công rồi. Sau khi được mời ngồi, Hứa Du liền hỏi, lương thực của ngài còn đủ dùng bao lâu? Tào Tháo trả lời đầy tự tin, đủ dùng 1 năm. Nhưng Hứa Du không dễ bị thuyết phục, ông cười nhẹ và nói, ngài nói thật đi. Cuối cùng, Tào Tháo phải thừa nhận rằng lương thực chỉ còn đủ dùng trong nửa năm. Thấy vậy, Hứa Du lại tiếp tục truy vấn, sao ngài không nói thật lòng với tôi? Thực sự quân lương của ngài còn bao nhiêu? Lúc này, Tào Tháo thở dài và nói, thực ra chỉ còn đủ dùng trong tháng này. Chính lúc này, Hứa Du đã đưa ra một kế hoạch đột phá. Hiện tại, quân của ngài đang trong tình thế nguy hiểm. Không có quân tiếp viện cũng không có đủ lương thực. Nhưng lương thảo của Viên Thiệu đang tập trung ở U Sào. Tuy có binh lính bảo vệ nhưng phòng thủ rất yếu. Nếu ngài phái quân tinh nhuệ tấn công bất ngờ vào U Sào, đốt hết lương thảo của quân Viên, chẳng quá 3 ngày, quân địch sẽ suy yếu và thất bại. Tào Tháo nghe kế sách của Hứa Du xong, vô cùng vui mừng. Ông quyết định hành động ngay lập tức. Vào một đêm tháng 10, Tào Tháo để lại Tào Hồng và một số quân lính bảo vệ doanh trại tại Quan Độ, còn ông đích thân dẫn quân tinh nhuệ cùng kỵ binh đi đánh úp U Sào. Đây chính là cơ hội cuối cùng của Tào Tháo để xoay chuyển cục diện trận chiến. Sau nhiều ngày chờ đợi cơ hội, Tào Tháo quyết định dẫn quân đánh úp U Sào, nơi lương thảo của Viên Thiệu đang tập trung. Để tránh bị phát hiện, Tào Tháo cho quân sĩ mặc trang phục của quân Viên và cắm cờ hiệu của đối phương. Khi tiến gần đến U Sào, quân Tào ngụy trang như một đoàn xe vận chuyển cỏ khô, và khi gặp quân canh gác của Viên Thiệu, chúng tưởng đây là quân của mình nên để cho Tào Tháo tiến vào mà không nghi ngờ gì. Khi đến được U Sào, Tào Tháo nhanh chóng bao vây và châm lửa đốt lương thảo của Viên Thiệu. Lửa bốc cháy ngùn ngụt, khói đen cuồn cuộn che kín bầu trời. Toàn bộ quân đội bảo vệ lương thảo lâm vào cảnh hỗn loạn. Trong khi quân Viên đang cố gắng dập lửa và giữ lương thực, Tào Tháo ra lệnh phát động cuộc tấn công dữ dội. Một trận chiến ác liệt nổ ra giữa hai bên và quân của Thuần Vu Quỳnh phải chống đỡ rất vất vả. Đến khi trời sáng, Thuần Vu Quỳnh mới nhận ra quân số của Tào Tháo không đông, chỉ vài ngàn người. Ông ta nhanh chóng sắp xếp lại đội hình và chuẩn bị phản công. Tuy nhiên, Tào Tháo hiểu rằng thời gian là yếu tố quyết định. Ông cần phải nhanh chóng giành chiến thắng trước khi quân tiếp viện của Viên Thiệu đến. Dù bị quân của Thuần Vu Quỳnh phản kích, Tào Tháo vẫn tiếp tục tấn công mạnh mẽ. Cuối cùng, quân của Thuần Vu Quỳnh không thể chống đỡ nổi, bị buộc phải rút lui. Tào Tháo đẩy mạnh tấn công và tiêu diệt gần hết quân đội bảo vệ U Sào. Thậm chí Thuần Vu Quỳnh cũng bị bắt và xử tử sau khi bị cắt mũi. Trong lúc U Sào cháy rụi, Viên Thiệu nhận được tin báo Tào Tháo đã đánh úp lương thảo. Tuy nhiên, thay vì cứu viện U Sào, Viên Thiệu lại nghe theo lời khuyên của Quách Đồ, quyết định không cử quân cứu viện mà chọn chiến thuật vây ngụy cứu Triệu.
tức là tấn công thẳng vào đại doanh của Tào Tháo tại Quan Độ để buộc Tào Tháo phải rút về cứu doanh trại. Quách Đồ lập luận rằng, nếu tấn công vào doanh trại của Tào Tháo, Tào Tháo sẽ phải quay về phòng thủ, và như thế sẽ tự giải vây cho Thuần Vu Quỳnh. Nhưng Trương Cáp lại cho rằng điều này quá rủi ro, vì đại doanh của Tào Tháo được phòng thủ rất chặt chẽ. Trương Cáp lo lắng nếu không cứu viện kịp thời, Thuần Vu Quỳnh sẽ bị tiêu diệt, và điều đó sẽ gây tổn thất lớn cho quân Viên. Viên Thiệu cuối cùng vẫn không nghe theo Trương Cáp, và chỉ cử một đội quân nhỏ tới U Sào cứu viện. Tuy nhiên, khi đội quân này đến gần U Sào, thì đã quá muộn. Tào Tháo đã tiêu diệt toàn bộ quân bảo vệ và đốt cháy lương thảo. Nhận thấy tình hình bất lợi, đội quân cứu viện cũng nhanh chóng bị đánh bại. Trong khi đó, Trương Cáp và Cao Lãm đã đến tấn công đại doanh của Tào Tháo tại Quan Độ. Nhưng giống như Trương Cáp đã dự đoán, doanh trại của Tào Tháo được phòng thủ rất chặt chẽ. Và sau nhiều lần công kích, quân Viên vẫn không thể phá vỡ được phòng tuyến. Tình hình càng tồi tệ hơn khi tin tức về thất bại của Thuần Vu Quỳnh và việc lương thảo bị thiêu rụi lan đến quân doanh của Viên Thiệu, khiến tinh thần quân đội suy giảm nghiêm trọng. Quách Đồ, để che giấu sai lầm của mình, đã bịa đặt vu cáo Trương Cáp trước mặt Viên Thiệu. Ông ta nói rằng Trương Cáp, khi biết về thất bại tại U Sào, đã tỏ ra vui mừng và có những lời lẽ xúc phạm đến quân đội. Trương Cáp và Cao Lãm, khi nghe tin về lời vu cáo này, lo sợ rằng Viên Thiệu sẽ trừng phạt họ. Vì vậy, hai người quyết định đốt bỏ máy móc công thành và lên kế hoạch đầu hàng Tào Tháo. Lúc đó, Tào Tháo vẫn đang ở U Sào, chưa trở về đại doanh. Doanh trại của ông được bảo vệ bởi Tào Hồng và Tuân Du. Tào Hồng ban đầu lo lắng rằng việc Trương Cáp và Cao Lãm đầu hàng có thể là một cái bẫy, nhưng Tuân Du trấn an rằng họ thực sự muốn đầu hàng vì kế hoạch của họ bị Viên Thiệu phớt lờ. Họ tức giận vì bị Viên Thiệu bỏ rơi, nên không cần nghi ngờ, Tuân Du nói. Cuối cùng, Tào Hồng chấp nhận sự đầu hàng của Trương Cáp và Cao Lãm, đưa họ về với Tào Tháo. Với sự phản bội của các tướng quan trọng và việc mất lương thảo, Viên Thiệu dần mất đi lợi thế trong cuộc chiến tại Quan Độ. Đây là bước ngoặt quyết định giúp Tào Tháo chuyển bại thành thắng trong cuộc đối đầu đầy khốc liệt này. Sau khi Tào Hồng tiếp nhận sự đầu hàng của Trương Cáp và Cao Lãm, Tào Tháo trở về đại doanh và vô cùng hài lòng khi nghe tin này. Ông ngay lập tức phong Trương Cáp làm thiên tướng quân và ban tước đình hầu cho ông ta. Đây là sự ghi nhận dành cho những đóng góp và sự phản bội dũng cảm của Trương Cáp trong thời khắc quyết định của trận Quan Độ. Ngay sau đó, Tào Tháo lập tức phát động cuộc phản công tổng lực vào quân đội của Viên Thiệu. Với lực lượng suy yếu và tinh thần hoang mang, quân Viên nhanh chóng tan rã. Toàn bộ đội hình phòng thủ của Viên Thiệu sụp đổ hoàn toàn và quân đội của ông nhanh chóng bị đánh bại. Viên Thiệu cùng con trai là Viên Đàm phải vội vã rút lui, thậm chí không kịp mặc áo giáp, chỉ dẫn theo hơn 800 kỵ binh chạy trốn về phía bắc qua sông Hoàng Hà, trở về Hà Bắc. Vậy là sau hơn một năm đối đầu căng thẳng, Tào Tháo đã sử dụng tài trí và chiến thuật khéo léo để đánh bại lực lượng hùng mạnh của Viên Thiệu với quân số chỉ 3 đến 4 vạn, trong khi quân của Viên Thiệu lên tới 12 vạn người. Chiến thắng này không chỉ là một chiến công lớn trong sự nghiệp quân sự của Tào Tháo mà còn trở thành một trong những trận đánh nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc, minh chứng cho khả năng đánh bại kẻ mạnh với lực lượng nhỏ hơn rất nhiều. Sau trận chiến, quân Tào đã tiêu diệt hơn 7 vạn quân Viên, thu được toàn bộ lương thảo và tài sản quý giá của Viên Thiệu. Trong số các tù binh bị bắt, có cả Hứa Du. Tào Tháo, ngưỡng mộ tài năng của Hứa Du, đã định tha mạng và trọng dụng ông. Tuy nhiên, Hứa Du từ chối đầu hàng và không chấp nhận làm thuộc hạ của Tào Tháo. Cuối cùng, Tào Tháo buộc phải xử tử Hứa Du. Trong quá trình kiểm kê các tài sản của Viên Thiệu, Tào Tháo phát hiện một lượng lớn thư tín của các tướng lĩnh dưới trướng mình, bí mật liên lạc với Viên Thiệu. Nhưng thay vì trừng phạt, Tào Tháo đã đốt hết các lá thư và nói, lúc Viên Thiệu còn mạnh, ngay cả ta cũng không thể tự bảo vệ mình, huống chi là những người khác. Đây là hành động thể hiện sự khoan dung và trí tuệ của Tào Tháo, giúp ông tiếp tục giữ vững lòng trung thành của các thuộc hạ. Về phần Viên Thiệu, khi trở về Hà Bắc, ông vô cùng hối hận vì đã không nghe theo lời khuyên của Điền Phong. Nhưng thay vì sửa chữa sai lầm, ông lại tiếp tục nghe theo lời dèm pha của Bảng Tế, khiến Điền Phong bị xử tử. Không lâu sau đó, vùng Ký Châu do Viên Thiệu kiểm soát xảy ra cuộc nổi loạn, buộc Viên Thiệu phải ra quân dập tắt. Tuy nhiên, sau những thất bại liên tiếp, sức mạnh của Viên Thiệu suy giảm nghiêm trọng và từ đó ông không còn đủ sức để đối đầu với Tào Tháo. Chiến thắng của Tào Tháo tại Quan Độ đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến tranh Tam Quốc. Nó không chỉ củng cố quyền lực của Tào Tháo mà còn đặt nền móng cho việc thống nhất miền Bắc Trung Quốc. Kể từ đây, không còn ai có thể đối đầu với Tào Tháo tại phía Bắc nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.